Các em thân mến, thầy và trò chúng ta lại cùng nhau ôn tập về một cái đề tài quê hương em. Thầy cho em xem một cái ví dụ về dân tộc Tây Nguyên. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung là ở Tây Nguyên thì sẽ có rất là nhiều thứ mà để chúng ta có thể tham khảo, chẳng hạn như ở nhà rông nè, rồi có những cái lễ hội như là đua voi, lễ hội đâm trâu để cầu mong được mưa thuận gió hòa, rồi thu hoạch cà phê và những cái thôn bản nằm trên những cái vùng rừng núi đất đỏ Ba Gian nè các em. Ở phần cách vẽ tranh thì các em sẽ nhắc lại cho thầy các bước tiến hành vẽ một bức tranh đề tài. Chọn nội dung, chúng ta bắt tay vào ba bố cục, rồi chúng ta sẽ lọc hình, vẽ hình trong bố cục. Cuối cùng là chúng ta hoàn thiện và tô màu. Đây, các em có thể tham khảo. Hai người phụ nữ đang uống rượu cần. Chúng ta cho các em xem một số bài tham khảo. Hồ với thiếu nhi, giã gạo, các vũ điệu của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Ở phần thực hành thì chúng ta phải tiến hành qua 4 bước nha các em. Thì các em lưu ý là khi chúng ta vẽ tranh thì chúng ta ở phần mảng chính chúng ta có thể có người hay là cảnh vật, và cái mảng là lớn và rõ, nó là trọng tâm của bài. Nhưng mà mảng phụ thì vẫn có thể là người hay cảnh vật, nhưng là mảng nhỏ thì nó sẽ làm tôn thêm cái vẻ đẹp của mảng chính. Xem lại một lần nữa. Chúc em làm bài tốt.